Có nhiều bạn hỏi tôi rằng môi giới bất động sản có khó không? Thì xin trả lời với các bạn là môi giới bất động sản không khó, mà thậm chí nó còn dễ dàng với rất nhiều người. Cái quan trọng nhất bạn cần phải có đó là bạn cần phải có một cái khát khao kiếm tiền. Khi bạn có khát khao kiếm tiền thì mọi thứ đối với bạn trở nên dễ dàng. Đồng tiền sẽ là người thầy của bạn, đồng tiền sẽ dạy cho bạn rất nhiều thứ. Bạn chỉ cần ham học hỏi, chỉ cần kiên trì theo đuổi nghề này thì chắc chắn bạn sẽ thành công. Trung bình cứ 10 người tham gia vào môi giới bất động sản thì có 8 người ao và chỉ còn 2 người còn lại. Nhưng 2 người này đều là những người thành công. Chỉ trong vòng 2 năm hoặc 3 năm thôi, chắc chắn bạn sẽ sở hữu rất nhiều bất động sản, sở hữu những tài sản có giá trị rất cao. Và tôi có một cái khóa học, có một cái chương trình đào tạo có môi giới triệu đô. Nếu có thể, bạn hãy dành thời gian để tham gia ngay vào chương trình này. Ấn nút đăng ký ngay ở bên dưới, ấn nút đăng ký ngay ở bên dưới để có thể cùng trải nghiệm nghề môi giới cùng tôi. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình Môi giới triệu đô.